Thưa quý vị, trong ngày 12 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố bà Đặng Thị Hàng Ni sinh năm 1977 và ông Trần Văn Sĩ sinh năm 1957 về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Được biết, bà Nguyễn Phương Hằng đã yêu cầu bà Đặng Thị Hàng Ni và ông Trần Văn Sĩ bồi thường từ 300 tỷ đến 500 tỷ đồng để xung quỹ nhà nước. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai vợ chồng ông Huỳnh Quy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đó, vợ chồng bà Hằng yêu cầu công an xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi của Đặng Thị Hằng Ni, vì bà này đã đưa ra những nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của bản thân ông Dũng bà Hằng. Đồng thời, yêu cầu xử lý ông Trần Giang Sĩ do đưa ra những nội dung gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Dũng bà Hằng. Công ty cổ phần Đại Nam, quỹ từ thiện hàng hữu và cá nhân bà Hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi của các đối tượng. Do bà Hằng Ni và ông Sĩ đã xúc phạm danh dự nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế công ty Đại Nam và gây mất uy tín quỹ từ thiện hàng hữu rất nặng nề, nên bà Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền từ 300 tới 500 tỷ đồng để xung vào công quỹ của nhà nước. Đến nay, ông Dũng và bà Hằng chưa cung cấp các tài liệu để chứng minh thiệt hại về vật chất và thiệt hại về tinh thần.